Gia Cát Lượng đem quân bắt phạt và muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, thì Tư Mã Ý lại ở vào một tình thế là chỉ được cầm chân Gia Cát Lượng, tức là không thua nhưng cũng không được thắng. Mục tiêu của Tư Mã Ý là cầm chân Gia Cát Lượng càng lâu càng tốt. Có thể nói Tào Tháo là bậc thầy về cách dùng người, nên không có gì bất ngờ khi ông đã sớm nhìn ra tài năng của Tư Mã Ý và đã cho người đi mời Tư Mã Ý. Nhưng Ý đã rất tinh khôn, tìm mọi lý do để né tránh, khi thì cáo bệnh liệt giường rồi đến lẩn trốn. Vì Ý biết rằng thời của mình chưa tới, và có xuất hiện lúc này thì chỗ đứng và vị thế cũng rất mờ nhạt. Ý né tránh nhưng vẫn lặng lẽ âm thầm quan sát thời cuộc để chờ thời cơ phù hợp. Sau trận đại bại ở Xích Bích, binh lực Tào Ngụy hao tổn nghiêm trọng, thế cuộc của thiên hạ đã hình thành thế chân vạc chia ba. Lúc này Tào Tháo tìm đến và tiến cử Tư Mã Ý, nhưng Ý chỉ được giữ chức vụ thái phó. Rõ ràng đây là một chức quan nhỏ và vị thế rất khiêm tốn, nhưng Tư Mã Ý thể hiện mình là bậc thầy về ẩn nhẫn, âm thầm quan sát và kiên trì chờ đợi thời cơ, cho đến khi các mưu sĩ tài ba dưới trướng Tào Tháo lần lượt chết vì bệnh tật hoặc phạm tội khi quân. Tiếp đến Tào Tháo vì quá lao tâm lao lực mà bệnh qua đời. Thời của Tư Mã Ý đã tới, chính ông mới là đối thủ xứng tầm với Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý trở thành đại đô đốc thống soái ba quân. Tuy nhiên, Tư Mã Ý ở vào một thế là chỉ được cầm chân Gia Cát Lượng, tức là không được thua nhưng cũng không được thắng. Bởi lẽ nếu thắng Gia Cát Lượng thì Tư Mã Ý cũng khóa bảo toàn tính mạng của mình và gia tộc Tư Mã. Tư Mã Ý nói với con trai, có Gia Cát Lượng triều đình mới không tước quân quyền của ta. Nếu không có Gia Cát Lượng thì bệ hạ đã giết ta từ lâu rồi. Chính Tư Mã Ý có công lớn trong việc đẩy lùi 6 lần bắt phạt của Gia Cát Lượng, và cho đến khi Gia Cát Lượng lao tâm lao lực mà bệnh qua đời, quân Thục cũng lặng lẽ rút lui về nước. Tư Mã Ý tiếp tục lui về ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, để rồi hơn 10 năm sau rút kiếm một lần định Giang Sơn. Tư Mã Ý đã đưa cháu nội là Tư Mã Diêm cướp ngôi xưng đế, lập nên nhà Tấn thống nhất Trung Hoa.